Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì trong thời gian gần đây, em nhận được những yêu cầu về chiếc máy in tem dán để có thể là dán lên những vòng trang, vòng tay. Thì mục đích của cái việc dán lên những vòng trang, vòng tay như thế này giúp cho mình đó là quản lý và bán hàng được thuận tiện hơn, cũng như là khách hàng có nhiều thông tin hơn để có thể là dễ dàng chọn lựa và mua hàng. Và mục đích của những con tem đó dán làm sao để cho nó có tính thẩm mỹ và cũng như đạt được những yêu cầu trên. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một model máy có thể đáp ứng được yêu cầu, đó là chiếc máy Ring 408 BAE Com. Thì mọi người hãy cùng em tìm hiểu về những tính năng cũng như là cách hoạt động của chiếc máy này như thế nào. Thì bây giờ em sẽ đến luôn cái phần mà mọi người đang quan tâm nhất, đó là in thử cho mọi người xem về cái khả năng in ấn của chiếc máy Ring 408 BAE Com mà em muốn giới thiệu đến mọi người này ha. Thì hiện tại bên trong máy thì em đã lắp chặt giấy và mực để mình có thể in ha. Trên file thiết kế thì em cũng đã thiết kế mẫu, em sẽ in ra số lượng một vài con đây, 2, 4, 5 con. Mọi người có thể thấy cái tốc độ in của chiếc máy này khá là nhanh ha. Tốc độ maximum của chiếc máy này khi in đó là 6 in trên giây, đó là tốc độ in nhanh nhất nha mọi người. Đây, mọi người có thể xem cái chất lượng in của dòng máy này. Thì đây là dòng máy Ring 408 có độ vân dài đó là 203 dpi, nên thành ra là cái nét chữ của nó thì mọi người thấy là nó cũng khá là rõ ràng ha. Tuy nhiên thì nó sẽ không được mịn và không được đẹp như chiếc máy 300 dpi hay là 600 ha. Nhưng về cơ bản thì nó cũng đầy đủ thông tin và nó cũng khá là rõ ràng ở trên này mọi người nha. Đây thì con tem này nó sẽ dán như thế nào ha. Thì đây, mọi người lột con tem này ra. Đây, con tem nó có cái phần đuôi phía sau này. Đuôi phía sau này thường là mình sẽ không in ha. Đây, còn đây là những cái thông tin của nó ha. Ví dụ những vòng tay, vòng chạm như thế này thì mình sẽ gắn lên sản phẩm, mọi người thấy không? Cái đuôi đuôi nó nha. Đây, đuôi nó là để cố định này. Đây, đuôi nó để cố định, sau đó cái này thì mình có thể là gấp lại này. Đây, mọi người gấp lại ha. Đó, mọi người gấp lại như thế này ha, thì nó sẽ có hai mặt. Đó, hai mặt thì mọi người muốn in hai mặt giống nhau hoặc là hai mặt khác nhau thì tùy mình ha. Đó, nó gấp lại là như thế này, mọi người thấy cái vòng của mình khá là thẩm mỹ này. Và nó cũng có thông tin này hỗ trợ cho mình trong cái việc công tác quản lý bán hàng bằng mã vạch, rồi là cho khách hàng có thể thấy được những thông tin mà mình cần sâu ra để khách hàng có thể là dễ dàng lựa chọn và tự chọn ra những cái vòng tay, vòng trang mà mình yêu cầu. Thì đây là con tem này, khi mà mình hoạt động thì mục đích là để sử dụng cho những cái vòng đạt thành phẩm như thế này, rồi dán lên các vòng hoặc là những cái vòng thô như thế này mình cũng có thể gắn lên như thế này. Hoặc là nếu như mà mọi người cần quản lý từng hạt ở trong này thì mình không thể nào gắn cái tem này được ha, tại vì là những cái hạt như thế này mình thường mình sẽ có những cái khay để mình chứa những cái hạt đó, và cái hạt này và nó cũng có những cái giá bán khác nhau, thì mình có thể là sử dụng những cái chất liệu giấy như thế này thì mình sẽ in ra những cái con tem mà nó có những cái thông tin trên này, cũng là tên sản phẩm, mã vạch và giá bán hoặc là bất kỳ cái thông tin gì đó, thì chiếc máy này nó cũng có thể là in được những cái con tem như vậy luôn nha mọi người. Thì em sẽ lắp thử và in thử cho mọi người tiếp theo sau ha. Sau khi mà em đã lắp xong cái cuộn giấy đề cao thì mình có thể là dán lên trên các khay, thì em sẽ in thử cho mọi người xem ha. Đây, em sẽ in ra tầm 5 con tem ha. Đây thì cái tem mà em thiết kế, mọi người có thể xem đây ha. Mọi người thấy xem trước cái nét chữ của nó nè. Đây, thì như em này ban đầu nói thì nét chữ rất là rõ ràng. Đây, đây là độ phân giải 203 dpi, nên thành ra là có thể là những cái nét chữ nó không được mịn màng nhưng là nó cũng khá là rõ ràng nha mọi người, đậm đẹp ha. Đây thì mục đích của cái này thì mình có thể lột ra, mình dán lên trên những cái khay chạm và mình đó để cung cấp cho khách hàng người ta có thể nhìn thấy, hoặc là mình cũng có thể nhìn thấy và mình có thể là tính tiền trên này. Thì nó có hai loại trên này, thì chiếc máy này nó cũng có thể in, một là mình in những cái con tem để mình có thể là dán lên những cái vòng ha thành phẩm, hoặc là những cái vòng trang, vòng đeo tay như thế này. Hai là mình có thể in những con tem để mình có thể là dán lên trên những cái khay để mình giúp mình có thể là tiện lợi trong cái việc quản lý và in ấn những cái thông tin về cái sản phẩm lên để cho nó có được rõ ràng hơn đó. Và nó cũng đảm bảo được cái tính thẩm mỹ cho mình khi mà mình gắn lên và dán lên ha. Đây, mọi người có thể xem lại một lần nữa ha. Đây, chiếc máy này có thể sử dụng và in. Đây, sau khi mà em đã in thử cho mọi người xong thì tiếp theo thì em cũng giới thiệu sơ cho mọi người xem và review sơ thì mọi người có thể là nhìn kỹ hơn cũng như là thấy chiếc máy này. Đây, mọi người có thể thấy ha, thì dòng máy mà em muốn giới thiệu mọi người đó là Ring 408 BAE Com. Thì đây là một dòng máy để bàn của hãng Ring. Đây, bên ngoài của nó thì màu trắng, màu đen kết hợp màu xám, nhìn nó cũng khá bắt mắt và sang trọng mọi người ha.
thì đa số những cái nguyên vật liệu của nó được làm bằng nhựa ha, bên trong thì cũng có xen kẽ là bằng kim loại nha mọi người. Đây phía sau này là cái khay để giúp mình có thể đựng giấy, thì nó có thể chứa được cuộn giấy 50 m. Còn phía trước này đây là cái khay để mình, cái vị trí của mình có thể là lắp cuộn thu mực này và cuộn mực ở dưới này. Cái máy này là sử dụng mực mọi người ha, cuộn mực của nó thì xài mực mực tối đa là 50 m nha mọi người, mực 300 m, xin lỗi mọi người. Thì đây là cuộn giấy là 50 m, còn cuộn mực 300 m, đây mọi người có thể xem. Còn cái đầu in của nó thì có độ rộng đầu in nó là 4 inch, tương đương với tầm là 105 mm này. Thì mọi người có thể in những cái con tem đề can mà có kích thước tối đa là 105 mm, còn nếu như mọi người có những nhu cầu in nhỏ hơn cái đó thì mình cũng có thể là đặt cái kích thước khổ giấy, thì bên em sẽ cắt đúng cái khổ giấy cho mọi người ha, để mình có thể là sử dụng và in. Những con tem em đang sử dụng cho vòng tay vòng chao thì hầu hết những con tem này là được làm bằng chất liệu là PVC, sẽ không rách ha, sẽ không rách, không thấm nước và không hư hại con tem. Những cái này thì sẽ không rách thì để giúp cho mình là bảo quản tốt hơn ha. Mình sẽ nó không, mình dã cho nó không bị rách này, này cứng rất là cứng, nó cắn á. Đây em sử dụng lực rất là mạnh và nó không bị đứt ra cái đuôi này ha, để nó có thể là gắn liền lại với cái sản phẩm. Khi mình cần thì mình có thể là lấy kéo mình cắt nó đây. Rồi, khi sau khi mình đã bán cái sản phẩm đó, mọi người có thể nhìn qua chiếc máy này thêm một lần nữa. Rồi, tiếp theo thì ở phía trên này thì nó cũng có là hướng dẫn cho mình là lắp giấy như thế nào và lắp mực như thế nào, để nếu như mà mình không biết cách sử dụng thì có thể là nhìn cái hướng dẫn nhân ở đây của máy ha. Phía trước này thì nó có hai cái đèn hiển thị trạng thái và một cái nút nhấn fit. Hai đèn này để cho mình biết là trong quá trình hoạt động của nó đã sẵn sàng in chưa hay là nó có những cái lỗi gì, mình nhìn vào để mình biết được, để mình có thể là xem và fit lỗi. Nút fit đây thì để mình nhấn để cho nó chạy giấy ra mọi người ha, thì nó chạy giấy ra. Rồi em review một xíu về phía sau, mọi người có thể thấy dòng máy này nó khá là đa dạng công kết nối và hầu như là đầy đủ ha. Đầu tiên là công tắc nguồn này, ở đây là jack cắm nguồn mọi người ha. Đây là cổng kết nối USB thì mình có thể cắm vào máy tính để sử dụng ha. Đây cổng kết nối này là cổng kết nối RS232, và một cái ưu điểm rất lớn đối với dòng địa bàn của hãng riêng đó là có cổng kết nối là cổng LAN. Mọi người có thể xem ha, phiên bản tiêu chuẩn của dòng máy này đều đã có cổng LAN rồi ha. Thì cổng LAN thì mục đích chính của nó thì mình có thể là sử dụng để có thể là nhiều máy tính ở trong văn phòng cùng in một lúc, chứ không nếu cổng USB thì mọi người sẽ cắm xài máy nào mọi người cắm vào máy tính đó ha. Còn cộng lên thì mình có thể là share nhiều máy tính sử dụng khác nhau nha mọi người, rất là tiện lợi. Thì đây là ưu điểm lớn của dòng máy này, cũng như là nói tới về độ bền và công suất thì đây là một trong những cái sự lựa chọn tối ưu để mình có thể là lựa chọn thêm đó. Thì một số cái thông tin về cái dòng máy thì vừa rồi em đã cùng với mọi người tìm hiểu về khả năng hoạt động cũng như in ấn của dòng máy Trinh 408 BAE cộng đối với việc in ấn tem nhãn đề can để mình có thể là dán lên các vòng tay vòng trang như thế này. Thì mọi người có thể thấy khi mà mình dán lên thế này thì nó giúp ích được cho mình rất là nhiều. Thứ nhất đó là đảm bảo về tính phòng bị, thứ hai đó là giúp ích cho mình trong công tác hỗ trợ thanh toán bán hàng được tiện lợi hơn, thứ ba là nó có đầy đủ thông tin trên con tem thế này thì giúp khách hàng có thêm nhiều thông tin để dễ dàng lựa chọn và mua sản phẩm hơn. Đó, nếu như mà mọi người cũng đang cần tìm hiểu về dòng máy cho hoạt động trong lĩnh vực này thì mọi người hãy liên hệ ngay tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaovat.com, thì Thế Giới Bảo Vật sẽ cùng với mọi người lựa chọn tư vấn để tìm ra được dòng sản phẩm ưng ý cũng như là chất liệu tem nhãn để can phù hợp với theo từng mặt hàng của mình đang sử dụng. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.